cô bé trong ảnh chụp 3 năm trước khi được sinh ra, 6 bằng chứng chấn động về sự tồn tại của linh hồn. Tháng 7 năm 2016, khi đang chạy xe trên một con đường ở bang Kentucky, Mỹ, ông Saul Vasquez đã vô tình chứng kiến một vụ tai nạn thương tâm và đã dùng điện thoại để chụp lại hiện trường rồi chia sẻ trên Facebook. Nhưng có một hình ảnh mờ mờ được cho là linh hồn của nạn nhân vừa rời khỏi thể xác. Bức ảnh lan truyền với tốc độ chóng mặt và giới chức địa phương cũng xác nhận người đàn ông trong vụ tai nạn đã qua đời ngay khi đó. Nhiều tài xế taxi ở Nhật nói rằng họ đã bắt gặp hồn ma của các nạn nhân của thảm họa sóng thần năm 2011. Những hồn ma này bắt taxi về khu phố họ từng sinh sống. Một tài xế cho biết một người phụ nữ trẻ đã lên xe và yêu cầu ông chờ đến quận Minamihama. Ông nói rằng khu vực đó đã hoang tàn sau thảm họa sóng thần. Người khách trẻ bỗng run run đáp: "Tôi đã chết rồi ư?" Khi quay đầu nhìn lại, người tài xế nhận thấy không có ai ngồi ở đó. Melly xin kính chào quý khán thính giả của Đông Tây Kim Cổ. Các bạn thân mến, chắc hẳn các bạn nghĩ rằng chủ đề của video này là những câu chuyện ma đầy ám ảnh. Vâng, quả đúng là Melly đang nói về những linh hồn, nhưng đây lại không phải là điều mê tín, mà là những bằng chứng xác thực được quay lại một cách chân thực qua những video hay được lưu lại bằng hình chụp rất sống động. Nhiều người tin rằng linh hồn thật sự tồn tại, nhưng cũng có không ít người hoài nghi. Hy vọng rằng 6 manh mối mà Miley chia sẻ ngay sau đây sẽ giúp quý vị tìm ra câu trả lời. Camera bắt được cảnh hồn lìa khỏi xác. Đôi khi có những bức ảnh dường như đã ghi lại được hình bóng linh hồn của một người nào đó. Hãy xem bức ảnh bí ẩn nhất trong lịch sử nhiếp ảnh thế giới này. Nếu nhìn qua, bạn có thể nghĩ rằng đây chỉ là một bức ảnh chụp bình thường của phi đội thủy phi cơ của Hải quân Hoàng gia Anh. Nhưng khi nhìn kỹ, bạn sẽ thấy một nhân vật kỳ lạ đằng sau. Theo như những người lính, đó là gương mặt của Freddie Jackson, một thợ cơ khí đã qua đời cách đó 2 ngày. Ảnh được chụp vào năm 1919 tại căn cứ ở địa hạt Hampshire, trong lúc Jackson đang được an táng tại quê nhà, mãi tận xứ Scotland. Bức ảnh tập thể có đủ cả người đang sống lẫn người chết này đã được sách kỷ lục Guinness ghi nhận như là bức ảnh bí ẩn nhất trong lịch sử nhiếp ảnh thế giới và đang được nguyên soái không quân Anh cất giữ cẩn thận. Rất nhiều trường hợp camera có thể chụp lại linh hồn, và dù sao đi nữa, chúng luôn rất thú vị và khó lý giải. Bạn hãy xem đoạn video được ghi lại bởi camera an ninh của một bệnh viện tại Trung Quốc cho thấy một người phụ nữ đã qua đời nằm trên cáng, thân thể được che bởi một tấm chăn trắng, căn phòng lại tối. Nhưng bạn có thể nhìn rõ một hình bóng trông như thể đang rời cơ thể người chết vậy. Một số nhà khoa học đã có thể dùng các thiết bị tiên tiến để chủ động quan sát hiện tượng bí ẩn này. Cụ thể, nhà khoa học Nga Konstantin Korotkov, giám đốc Viện Nghiên cứu Thể chất St. Petersburg, đã dùng công nghệ hình ảnh điện sinh học ghi lại được cảnh linh hồn rời khỏi thể xác khi con người chết đi. Kỹ thuật này cho thấy trường năng lượng của con người dần dần rời khỏi xác chết. Những bức ảnh thu được bằng kỹ thuật này rất quen thuộc đối với những người làm trong lĩnh vực y học, vì nó được sử dụng như một phương pháp chẩn đoán tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. Kỹ thuật của Korotkov đã được Bộ Y tế Nga xác nhận. Linh hồn có trọng lượng. Từ những năm 400 trước công nguyên, nhà vật lý học Gesa Demokritos đã cho rằng linh hồn đều do nguyên tử cấu thành. Nếu như vậy thì phải chăng chúng cũng có thể cân đong được? Dựa trên cơ sở đó, năm 1907, bác sĩ Duncan MacDougall ở bang Massachusetts, Mỹ đã thông qua so sánh chênh lệch trọng lượng của con người trong vài giây trước và sau khi chết. Tính ra, linh hồn con người khoảng 21,62 gram. Bản luận văn về thí nghiệm này đã được đăng trên tạp chí Y học nước Mỹ số tháng 4 năm 1907. Vào năm 1996, 7 nhà nghiên cứu tâm linh có uy tín của Mexico cũng đã tiến hành đo đạc
100 người chết và rút ra kết luận rằng linh hồn con người có trọng lượng khoảng 35 gram. Như vậy, dù chưa thể tính toán ra con số chính xác nhất, nhưng việc linh hồn có trọng lượng đã được nghiên cứu và xác thực. Ma hay linh hồn đi lạc? Trường hợp này khiến người ta choáng váng khi bà mẹ phát hiện ra con gái trong ảnh, nhưng là ảnh chụp 3 năm trước khi cô bé được sinh ra. Cô Laura Cisses đang xem lại bức hình chụp con gái lớn Ayesha cách đó 10 năm thì bỗng phát hiện một hình bóng của con gái nhỏ Sophie đứng nấp đằng sau. Ban đầu, Laura nghĩ rằng bé Sophie vô tình lọt vào khung hình. Thế nhưng sau khi suy nghĩ lại, cô nhận ra vào thời điểm chụp ảnh, còn 3 năm nữa Sophie mới chào đời. Cô Laura nhớ rằng khi ấy chỉ có 2 mẹ con, không có đứa trẻ nào khác ở đó. Cô bé trong ảnh có một mái tóc vàng, nhưng không ai trong nhà có thể có mái tóc ấy vào lúc đó được. Do đó, cô khẳng định đó là tiếng vọng của tương lai. Thành phố biển Takajo, Nhật Bản là nơi từng bị sóng thần tàn phá vào năm 2011. Không lâu sau đó, một trạm cứu hỏa đã nhận được hàng loạt các cuộc gọi lạ, bắt nguồn từ khu vực dân cư bị can quét bởi sóng thần. Đội cứu hỏa đã đến hiện trường đổ nát để cầu nguyện cho linh hồn của những người đã chết. Và các cuộc gọi ma quái đã nhanh chóng ngừng lại. Ắt hẳn bạn đã từng nghe rất nhiều câu chuyện về ai đó đã từng thấy ma. Và thực tế là có vô số hình ảnh, video và nhân chứng khiến chúng ta không thể không tin rằng ma thật sự tồn tại. Vậy nếu chúng tồn tại thì linh hồn hẳn là có thật phải không? Trải nghiệm cận tử. Đó là trải nghiệm khi linh hồn của một người rời khỏi thân thể trong trạng thái cận kề cái chết, sau đó sống lại. Hiện tượng này đã được ghi nhận từ thời cổ đại cho đến nay. Nhà giải phẫu thần kinh tại Đại học Harvard, tiến sĩ Eben Alexander, từng cho linh hồn là chuyện viển vông. Cho đến một ngày, ông rơi vào hôn mê trong một tuần bởi viêm màng não do vi khuẩn. Sau đó, nhà khoa học này khẳng định chắc chắn rằng ông đã trải qua hành trình dị thường ở thế giới bên kia. Nơi đó tràn ngập tình yêu và giao tiếp với nhau bằng ngoại cảm. Khi ông tỉnh lại, bệnh viêm màng não của ông đã khỏi một cách diệu kỳ. Trải nghiệm này chấn động đến mức ông đã viết cả một cuốn sách mang tên Bằng chứng về thiên đàng và thay đổi hoàn toàn nhân sinh quan của mình về linh hồn. Cố Hồng Y Paul Sean Kuoshi cũng từng nói rằng vào thời thơ ấu, khi ông bị ngất, ông đã nhìn thấy Chúa Giê-xu, Đức Mẹ và các thiên sứ. Cuộc khảo sát về trải nghiệm cận tử đầu tiên được thực hiện ở Trung Quốc là vào năm 1987, sau trận động đất kinh hoàng ở Đường Sơn, có thể nói là đã lặng lẽ phá vỡ mê chướng của thuyết vô thần. 100 người sống sót được tìm thấy và 81 cuộc điều tra đã được thực hiện. Điều này có ý nghĩa phi thường khi thời điểm đó, thuyết về sự tồn tại của linh hồn, thiên đàng hay địa ngục đều bị coi là mê tín. Những người sống sót hiểu rằng linh hồn là bất tử. Kết quả đến nay vẫn làm người ta kinh ngạc. Hơn một nửa số người không chỉ không sợ hãi khi trong trạng thái cận tử, mà trái lại, họ có đầu óc minh mẫn, tỉnh táo, không chút khủng hoảng. Họ cảm giác thoát ly khỏi thân thể và phiêu đãng trong không trung. Linh hồn được giải phóng, nhận biết được vũ trụ cự đại, vô biên và những sinh mệnh khác. Sau khi sống lại, họ có nhận thức hoàn toàn mới về sinh mệnh. Một số người nói rằng, thiên thượng dường như đã để người dân Đường Sơn tiếp cận bí ẩn của sinh tử. Minh bạch rằng, linh hồn là bất tử, sinh mệnh là vĩnh hằng. Vật chất lượng tử cấu thành nên linh hồn. Năm 1996, tiến sĩ Stuart Hameroff tại Đại học Arizona và Sir Roger Penrose tại Đại học Oxford, Anh đã nghiên cứu về lý thuyết lượng tử của ý thức và chỉ ra rằng linh hồn của con người là có thật. Linh hồn được chứa trong các vi ống của tế bào não. Phát biểu trong bộ phim tài liệu Through the Wormhole của kênh khoa học, tiến sĩ Hameroff cho biết, khi trái tim ngừng đập, máu ngừng chảy, các vi ống mất trạng thái lượng tử.
Tuy nhiên, thông tin lượng tử bên trong các vi ống không bị phá hủy, chúng sẽ trở về với vũ trụ. Nếu bệnh nhân hồi sinh, thông tin lượng tử này có thể quay trở lại các vi ống và họ sẽ có được trải nghiệm cận tử. Nếu bệnh nhân qua đời, thông tin lượng tử này sẽ tồn tại bên ngoài cơ thể vô thời hạn như một linh hồn. Theo quan điểm của các học giả, lý thuyết này có thể giải thích hiện tượng mà nhiều người từng trải qua chết lâm sàng nhớ lại rằng bản thân họ ở trong một đường hầm dài hoặc là nhìn thấy hiện tượng một chùm sáng trắng. Sự luân hồi. Trong suốt lịch sử, có vô số trường hợp nhớ lại tiền kiếp của mình. Giáo sư Ian Stevenson và tiến sĩ Jim Tucker tại Đại học Virginia đã dành hàng thập kỷ nghiên cứu trên 3.000 trường hợp luân hồi ở trẻ em. Một trường hợp điển hình là về một bé gái người Ấn Độ tên là Shanti Devi. Một ủy ban nghiên cứu gồm 15 chuyên gia đã tiến hành điều tra, trong đó gồm cả nghị sĩ quốc hội, một số lãnh đạo quốc gia và giới truyền thông. Shanti Devi sinh vào năm 1926 ở Chirawala, Mohula, Ấn Độ. Khi lên 4 tuổi, cô bé mới bắt đầu biết nói, nhưng những gì cô kể ra khiến cả gia đình cô chấn động. Cô thường xuyên kể về một kiếp sống trước đây. Khi đó, cô đã lấy chồng và có với nhau một đứa con. Cô có thể miêu tả rõ nét hình dáng bên ngoài của người chồng, rằng nhà chồng ở đâu cùng rất nhiều chi tiết vụn vặt khác. Trong kiếp sống đó, cô đã qua đời sau khi sinh đứa con đầu lòng được 9 ngày. Cô liên tục đòi cha mẹ dẫn về ngôi nhà xưa, nhưng phải đến 9 tuổi cô mới liên lạc được với gia đình nhà chồng trước kia. Lúc đầu khi mới gặp mặt, người chồng và con của cô trong kiếp sống trước cũng không thể tin. Nhưng sau khi cô kể lại chi tiết, ký ức từ những ngày ấy về những món ăn mà chồng cô thích, tất cả mọi người đều không thể không thừa nhận. Không chỉ vậy, cô còn có thể nhận ra những người họ hàng thân quen, thậm chí cả nơi cất tiền bí mật của cô. Cô có thể nhớ lại tiền kiếp không chút sai lệch. Trường hợp này chắc chắn không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Ở nước ta, trường hợp luân hồi nổi tiếng là bé Bùi Lạc Bình, sinh năm 2002, con của một người Mường ở Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Từ khi biết nói, bé cứ khăng khăng nhận mình là người Kinh, nhà ở thị trấn Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Bé nói mình là Nguyễn Phú Quyết Tiến, con của anh chị Tân ở Vụ Bản, đã qua đời khi mới 5 tuổi vì đuối nước. Bán tín, bán nghi, anh chị Tân lên Lạc Sơn gặp Bình. Thật bất ngờ, vừa gặp anh chị, Bình tự nhiên quấn quýt gọi bố mẹ, xưng con, mọi cử chỉ, hành động và những chuyện cũ trong gia đình thì hoàn toàn giống nhau. Khi về Vụ Bản chơi, tất cả những đồ đạc trong nhà, hàng xóm, Bình đều nhớ tên và thấy thân quen. Sau chuyến đi ấy, Bình chỉ nằng nặc đòi về ở với cha mẹ tiền kiếp của mình. Quý vị thân mến, nhiều người cho rằng chết là hết và không tin rằng linh hồn có tồn tại. Phật gia giảng rằng cơ thể con người chỉ như tấm áo choàng khoác lên linh hồn. Khi thân thể chết đi, chiếc áo sẽ được cởi bỏ, nhưng linh hồn vẫn còn ở đó. Con người trong cuộc sống hiện đại này thường khổ sở tranh đấu chỉ để giành được một chút lợi nhỏ cho bản thân. Thế nhưng khi sống hành ác tạo nghiệp thì lúc lâm chung, linh hồn bị đả xuống chốn địa ngục chịu trừng phạt. Điều linh hồn con người thật sự cần chính là đạo đức và tín ngưỡng. Vậy nên phải chăng mỗi người chúng ta cần có một trái tim thiện lương, sống làm một người tốt thì sau khi kết thúc chặng đường ở thế gian này, có lẽ linh hồn chúng ta sẽ được an bài đến một nơi tốt đẹp hơn. Quý vị nghĩ sao về điều này? Xin hãy chia sẻ cho Miley và mọi người được biết nhé. Và nếu thấy chương trình ý nghĩa, hãy ấn like và chia sẻ với người thân, bạn bè của mình, quý vị nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ, Miley xin kính chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.